Rồi, hello cả nhà. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. Em lại lên đồng hồ mới về cho cả nhà. Đầu tiên em lên chiếc new xong cho cả nhà nha. Chiếc new xong là nhiều anh em cũng săn đón. Màu quân đội nha cả nhà. Chiếc new xong thương hiệu của Mỹ. Dòng kiểu dáng quân đội nha cả nhà. Màu xanh lính hết. Vỏ nhựa màu xanh lính hết. Đây, rất là mới. Có vài vết xước lông mèo nhỏ nhỏ đây thôi. Còn đâu rất là mới. Với lại vết chạy nhẹ nhẹ này, nói chung là mới. Trong để trong kiện nên nó có vài va chạm xíu. Còn tem đít còn luôn nha cả nhà. Thương hiệu đi xong của Mỹ nè. Những kit nè. Bay TB vậy nè. Kháng nước 100 m nè. Vỏ thép không rỉ, cáp bát, cáp là nhựa, vỏ nhựa. Rồi cái gì này, mẻ gì này của nó nè. Rất mới như cái này, thì dù rất đẹp luôn. Này khó rinh luôn nè. Đó, chiếc này rất đẹp luôn. Này nhiều chế độ thì cũng như mấy cái một số khác thôi. Giờ chono nè, thể thao nè. Này giờ đếm ngược xem. Đây giờ hiện tại nè. Còn cái này là giờ giờ thế giới. Chono. Đầy đủ. Có đèn. Đèn rất sáng như cái này, màu xanh. Rất đẹp. Chiếc này có size là size ngang là size 40 như cái này. Dọc của nó là càng của nó là 47. Rồi em lên tay cho cái này. 40 dọc 47. Có đều rồi em để cho nhà xem đều rất đẹp nha. Đây, màu quân đội rất đẹp luôn. Rồi đây, dây khóa nguyên riêng rất mới, nó chỉ vài vết chày lông mèo thôi. Rồi chiếc này em để cho cái nhà mình 730k nha cả nhà, mã 26 này. Logo người hành tinh này. Rồi tiếp đến em lên lại chiếc đây. Chiếc phiên bản đặc phiên bản giới hạn phiên bản kỷ niệm Nihon University University nó của công ty gì đó. Công nghệ cái gì á, núm xéo, vỏ thép không rỉ, dây khóa nguyên rin màu xanh, size cho tay vừa và nhỏ vừa. Đây phiên bản kỷ niệm gì nè, cái nhà dịch em cũng chưa rảnh dịch nữa. Dây băng mua mình nè, mẹ của nó là T B2 113 10. Kép dây băng kép được sản xuất tại China thôi. Núm xéo vỏ thép không rỉ như cả nhà. Kính rất mới. Kính rất đẹp luôn. Thì mặt số nè, rất là dễ nhìn, bộ kim có dạ quang như cả nhà. Bộ kim nó có dạ quang nè. Cọc số này, rất đẹp, cái thiết kế xe của cái cọc số này rất đẹp như thế. Size của nó là size 38. Size 38, 38 như cả nhà. Nấm phần này là 40. Mình lên tay này. Nhỏ đơn giản mà đẹp, nấm xíu nữa. Kiểu cũng lạ. Rồi, chiếc này thì em bán 650 như cái nhà. Mã 23. Tiếp theo em lên mà chiếc này đẹp nhất nha, đẹp Sigagen, em bán Sigagen nhiều rồi, chiếc này rất đẹp như cái nhà. Đây, full dây thép. Chiếc này rất đẹp như cái nhà. Dây khóa nguyên rin, logo của Sigagen. Mặt đơn giản, ủ có lịch gấp lập 6 giờ, gấp 6 giờ. Full thép toàn thân.
Đây mẹ của nó nè, SKV-6290 Enter gì đó, vỏ thép không rỉ nè, kháng nước 30 30 m nè, bè bẹt nè, dây khóa thông minh, mình gỡ ra nhanh, gỡ dây dây khóa rút ra nhanh. Chiếc này xe to nha, size Grand size 40 là to. Chiếc này có xe mặt là 40, cái núm là 42. Này lên tay rất đẹp. Anh thích mỏng với dây thép nữa. Đi bài luôn. Chỗ này con này cho em nha. Núm cái logo của Sigagen này, đầy đủ. Rồi, rất đẹp như cái nhà. Chiếc này đeo rất đẹp, mỏng đẹp. À, chiếc này em để cho nhà mình là 1.500.000, 1.150.000 nha cả nhà. Hai xe mã 27. Rồi. Tiếp đến em lên lại chiếc Jeep Grand full box. Đây, hộp sổ thẻ đầy đủ. Đây, thương hiệu của Seiko nha cả nhà. Thương hiệu của nhà Seiko á. Đây, full box. Đây là sổ thẻ. Đây là thẻ này. Giấy mua hàng gì nè. Đầy đủ. Đây. Tem mác Sibri Spring này. Đây em lên lại chiếc này. Chiếc mới như nha. Mới như chưa xài vậy. Kim cọc số dài quang. Full 6 kim, một ô cơ lực cấp 4 rưỡi. Đây chôn rep chạy ok hết. Rất nặng như cái nhà, thép đúc toàn thân mà. Chỉ khó nguyên rin, còn tác của nó này. Đây, thông số phía sau chỗ nhà. Jibrin và thép không rỉ, kháng nước 10 ATM. Cho anh em thích form dày và đẹp nữa. Đó, chạy kim về nè. Đeo lên tay nè. Đeo rất khỏe khoắn nha. Cha thích sức thép, dây thì dây dài rồi, 20 rồi. Vì mới mà, chưa đeo, nên dây dài đó. Rồi. Đây. Thép này thép mờ hết những cái gì. Nó thép là mờ hết, phay xước mờ hết, rin hết. Size nó là size 41 như vậy. Cái nấm là 43 nè. 41 cái nấm 43. Rất đẹp và đầm tay, nặng. Vén Seiko như cái gì. Jeep Green. Rồi kháng nước 10 ATM, giờ thể thao đầy đủ. Full box. Chiếc này em để cái nhà mình là bên em để 1.150.000. Bên em để cho cái nhà 1.1 thôi nha cả nhà. Mã số 15. 16 chứ. 1 triệu thôi. Để cái nhà 1.1 nha. Rồi. Cái nhà thích chiếc nào có chụp hình gửi Zalo cho em trả lời nhanh nha. Em ship luôn. Rồi, tiếp đến em lên chiếc chiếc Salvator đi. Đến thời huyên hiệu của Ý nữa nha, Salvator Mera. Chiếc này xe to và đẹp nữa. Dây thép nguyên rin hết. Nè, logo của Salvator nè. Italy nè. Chiếc này mới và đẹp như cả nhà. Kim cọc số mẹ vàng, hồng full 6 kim góc 3 giờ là kim 24 giờ, còn đây là hai kim trong lô rác. Đây bấm chim con rác chạy nè. Rồi bấm dừng lại chạy kim về này. Full chức năng, full kim, kim rỗng rất đẹp như vậy.
Mấy cái kim này có vẻ quen này, rất mới và đẹp luôn. Đây, mông còn tem nít luôn, chưa lột luôn. Vỏ thép không rỉ này, 10TH này. Vì anh sẽ xây seri gì em không rõ. Mã của nó là SM9028XS nha cả nhà. Italy này, 10 ATM này, kháng nước 10 ATM. Còn tem đáy luôn. Chiếc này có size là, chiếc này size 44 nha cả nhà. Gần 44 á. 435, 44. Kẻ nấm là 46. Kẻ nấm 46 nha, 44. 435. Kẻ nấm 46. Đây em lâm tay nè. Rất đẹp nha cả nhà, cho anh em tay to. Khá mới. Dây thì dây khoảng dây cỡ 19 20 á cả nhà. Đây 19 cho đeo thoải mái, 19 năm đeo thoải mái nha. Đây, dây này 20 luôn nha cả nhà, dây 20 luôn á. Dây thì dài rồi, thoải mái. Đeo thoải mái. Đeo rất chất chất và nặng, toàn thân thiếp lúc. Size 43.5. Rồi, chiếc này em để cho nhà mình là 1.300.000. 1.3 nha, mẹ 30 nha cả nhà. Rất đẹp. Rồi tiếp đến em lên chiếc Agin H, thương hiệu là của Seiko luôn cả nhà, thương hiệu của nhà Seiko thôi. Chiếc này đẹp lắm, đẹp ở đây là kim sập số dày quen rất sáng này, chưa rọi đèn nữa. Em đi cho cái nhà coi này. Đó, nó rất là sáng luôn, full 6 kim chrono wrap, hai kim này là kim chrono wrap, kim là 24 giờ sáng tối. Đây bấm chrono wrap này. Cái kim dày nó có ghi có logo của hãng Agin H nha. Vỏ thép không rỉ, bốn càng có sớ này. Dây da bò mới, em mới thay vô đẹp rồi. Chiếc da này cho anh em tay vừa và nhỏ. Này, kháng nước 10 bạn Agin H. Da băng mua mình này. Mã là V6540A10. Vỏ thép không rỉ. Đây, kim cọc số sáng lắm. Em mà rọi đèn nó sáng nữa. Đó. Cái giờ tay sáng không? Rất sáng như cái nhà. Kim dài quang rất đẹp luôn. Rồi. Chiếc này có size mặt là size 38 nha cả nhà. Tay rất là dễ lên tay đeo. Cả nấm 41. Rồi lên tay nè. Rất đẹp nha. Đơn giản mà đẹp. Rồi. Chiếc này em để cho nhà mình là rẻ 720 ngàn nha cả nhà. Mã số 29 nha cả nhà. Size 38 chưa nấm. 720 ngàn. Bộ dây đẹp lắm. Rồi, chất lượng. Giá rẻ nữa, 720 ngàn. Rồi, tiếp đến là một chiếc Time 2U. Thương hiệu này cũng nội địa Nhật. Vỏ thép không rỉ. Thiết kế 4 càng đùi ếch. Nấm nấm vương niệm nè, nấm 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 này gọi là nấm bông á. Rất đẹp nha cả nhà. Vỏ thép không rỉ. Thương hiệu này, vỏ thép không rỉ nè. Thép 2U Time 2U S8727G. Dây băng mua mình. Vỏ thép không rỉ. Đít có lâu chùi lại nó hơi mờ chữ xíu nhưng mà rất rõ, nhưng vẫn còn rõ như cái gì. Vỏ thép không rỉ. Mặt thì đơn giản thôi, kim cọc số bắt sáng tốt. Bộ có lực gấp 3 giờ. Kiểu dáng này cổ điển. Bốn càng ớt mà size nó to chứ không phải nhỏ, size nó. Rồi.
Size 38 luôn nha cả nhà. 38 chưa nụ. Cái nụ nó là 41. Da băng mua mình. Vì khó thay mới rồi, giao bò đẹp. Tăng thêm thầu kế tính. Đeo trong đây, đẹp. Đeo đẹp đó nha cả nhà, đơn giản rẻ. Đeo dân văn phòng nó đẹp. Kiểu dáng cổ điển đơn giản. Rồi chiếc này em để cho nhà mình 700 ngàn nha cả nhà. Rồi. Rồi, hôm nay em lên nhiêu đây thôi. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi kênh của em. Nếu cả nhà thấy đồng hồ kê cái nhà thấy hay thì nhớ like và bật thông báo nha, giúp em nha. Cảm ơn cả nhà, ba cả nhà, hẹn cả nhà video sau.